Xin chào các bạn, đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Hyundai Bắc Ninh. Trước mặt mình đây đó chiếc Hyundai Grand i10 phiên bản hatchback số tự động bản cao. Về tổng quan thì chiếc xe có thể nói là vua phân khúc hạng A, với động cơ bền bỉ này 1.2, đầy đủ mã lực cho một chiếc xe phân khúc hạng A, đó là khoảng 100 mã lực. Với thương hiệu từ lâu đời rồi thì i10 có sự trải nghiệm tốt về động cơ, về khung gầm thân vỏ đi rất là ổn định và chắc chắn. Với chi phí sửa chữa bảo dưỡng cũng rất là hợp lý, thì i10 luôn là một trong những chiếc xe hạng A với giá bán tương đối tốt và có được sự tin dùng của khách hàng. Và đặc biệt nếu mà đến với khoang nội thất của i10 thì phiên bản i10 mới từ cuối năm 2021 này trở đi thì các bạn có thể thấy là được trang bị với nội thất rất là đẹp, có thiết kế ghế thể thao này đen chỉ đỏ, và có những cái công nghệ nổi bật như ga tự động cruise control này, đèn đổ start stop này, rồi có đoàn màn hình tích hợp Google Maps, navigation của Hyundai thành công, ghế là ghế da. Với chiều dài cơ sở tốt thì chúng ta sẽ có cái khoảng không gian hành khách phía sau rộng rãi, kèm cửa gió điều hòa ghế sau giúp làm mát nhanh và đều hơn. Mình đóng cửa, các bạn thấy là cái cửa của i10 rất là chắc chắn. Chúng ta sẽ có thêm nữa cái công nghệ hỗ trợ an toàn, đó là cảm biến áp suất lốp này, hệ thống cân bằng điện tử này, hỗ trợ phải ngang dốc, camera lùi, cảm biến lùi. Chúng ta sẽ có tay nắm cửa mạ chrome, đó, sấy gương, vân vân, rất là nhiều công nghệ. Thì hiện tại i10 đang được bán với giá rất là tốt, có thể là tốt nhất cho từ đầu năm đến bây giờ, đó là nó chỉ rơi vào tầm độ khoảng như đại lý bên mình bán đang tầm là 420 triệu. Hiện tại là i10 cũng đang được hỗ trợ chính sách giá từ nhà máy đến hết tháng 11 này. Thì nhìn nhận thị trường chung về cuối năm thì i10 chuẩn bị ra một phiên bản mới, đó là phiên bản tiêu chuẩn của số tự động. Thì phiên bản này sẽ nằm trong phân khúc vừa tiền, rẻ hơn phiên bản đủ này khoảng 20 đến 25 triệu. Thì chúng ta sẽ có những cái chiếc xe i10 vẫn là động cơ đấy, vẫn là khung gầm thân vỏ đấy, công nghệ thì có thể kém một chút. Mình nghe nói đâu đó là kém đi cái ga tự động này, rồi thì màn hình, rồi hệ thống hỗ trợ khởi ngang dốc hoặc cân bằng điện tử loanh quanh như vậy. Thì với những khách hàng thực dụng và có thể tiết kiệm được hơn cho mình trong cái phân khúc xe hạng A thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một chiếc i10 hatchback số tự động bản thiếu với lăn bánh khoảng 440 triệu đồng, hoặc nếu các bạn muốn một chiếc i10 đầy đủ công nghệ cũng như là tính năng thì các bạn có thể lựa chọn chiếc i10 này với giá lăn bánh hiện tại bên mình nó khoảng 475 triệu, đã là bao gồm cả bảo hiểm thân vỏ rồi. Cái màu này thì rất là phù hợp với những khách hàng mệnh thổ đấy, mệnh kim, mà thổ là bản mệnh và kim thì là thổ sinh kim, rất là phù hợp. Màu này cũng rất là sạch và rất là bền màu đó. Các bạn quan tâm đến i10 nói riêng và Hyundai nói chung thì vào lòng liên hệ với số điện thoại mình để trên màn hình. Thì xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.